Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. 30 nữ Việt được báo Hàn Quốc khen hết lời, chiến binh Running Man áp đảo. Ninh Dương Lan Ngọc được biết tới là diễn viên trẻ tài năng của showbiz Việt. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình điện ảnh nổi tiếng. Một trong những bộ phim đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô là Cua Lại Vợ Bầu. Trong phim, cô đóng cặp cùng Trấn Thành. Bộ phim có doanh thu trên 100 tỷ đồng. Chính từ đây, khán giả thường xuyên gọi Ninh Dương Lan Ngọc với cái tên Vợ Bầu Trăm Tỷ của Trấn Thành. Không chỉ thành công ở lĩnh vực diễn xuất, Ninh Dương Lan Ngọc còn nhận lời khen luôn tươi trẻ, tràn đầy năng lượng, thân hình cân đối, gu thời trang sang chảnh. Cô hiếm hoi là một trong những người đẹp Việt được báo Hàn khen ngợi về nhan sắc. Cô được đài SBS Hàn Quốc đánh giá là một trong những nữ diễn viên ấn tượng, một quý cô độc thân gợi cảm hàng đầu Việt Nam. Nhân dịp sang casting cho Running Man 2019, để có được nhan sắc xinh đẹp, body cân đối ở tuổi 31, Lan Ngọc đã phải dành nhiều thời gian tập luyện, duy trì thân hình gợi cảm. Các bài tập được Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cụ thể trên trang cá nhân với người hâm mộ. Theo đó, cô thường tập các động tác siết eo và nở hậu như plank, squat và trước mỗi lần tập luyện, các động tác khởi động toàn thân, khởi động khớp tay hay khớp chân là đều không thể thiếu. Đặc biệt, Lan Ngọc đã từng sử dụng phương pháp sử dụng xung điện để kích thích tất cả các nhóm cơ cùng một lúc, chỉ 25 phút có thể tiêu hao được 1.200 calo. Còn chế độ ăn uống, cô thường uống sinh tố rau củ để cung cấp vitamin, khoáng chất, đồng thời tránh cảm giác đói, hạn chế ăn thực phẩm dầu mỡ, ăn thức ăn nhanh. Ninh Dương Lan Ngọc cho biết thêm, bản thân không ăn kiêng. Thúy Ngân cũng là chị em thân thiết với Ninh Dương Lan Ngọc. Thúy Ngân cũng là một trong những mỹ nhân hàng đầu Vbiz. Mới đây, trang tin Nielsen của Hàn Quốc đăng tải một bài viết có tựa đề Running Man Việt Nam mùa 2 đạt rating trực tuyến lên đến 54%. Đặc biệt, những hình ảnh của Thúy Ngân còn thừa nhận được sự chú ý của cộng đồng fan Hàn Quốc khi đến thăm trụ sở tại đài truyền hình SBS ở Seoul. Theo tờ Nielsen giới thiệu, Thúy Ngân là nữ diễn viên nổi tiếng của Việt Nam, đồng thời là thành viên Running Man mùa 2. Cô sở hữu lối diễn xuất đa dạng và được biết đến qua các bộ phim như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa. Là một người đẹp sở hữu body gợi cảm cùng số đo 3 vòng lý tưởng 90-60-95cm. Với cơ địa dễ tăng cân nên Thúy Ngân phải kết hợp ăn uống điều độ và tập luyện 3 buổi trên một tuần với cường độ cao để giữ thân hình thon gọn và sức khỏe dẻo dai. Chipu, trước Lan Ngọc, Thúy Ngân thì Chipu cũng là cái tên được truyền thông Hàn đồng loạt khen ngợi. Thậm chí Chipu còn được truyền thông xứ Hàn ưu ái, ví như Kim Tae-hee Việt Nam. Chipu sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m63 nhưng lại có số đo 3 vòng khá chuẩn. Đặc biệt là vòng eo nhỏ chỉ bằng găng tay với 54cm. Với con số này, cô trở thành mỹ nhân hiếm hoi của làng giải trí Việt có vòng 2 dưới 55cm để có thân hình chuẩn đẹp. Chipu nhiều lần chia sẻ về bí quyết tập luyện với người hâm mộ. Cô tập gym và thời gian gần đây là yoga. Người đẹp chú trọng bài tập cardio giảm mỡ thừa, tăng sức bền và độ dẻo dai của các cơ bắp và xương khớp. Sở hữu body ngày càng hoàn hảo đã giúp Chipu chuyển từ hình ảnh một cô gái thanh thuần sang phong cách nóng bỏng một cách ngoạn mục.